Vâng, cảm ơn quý thính giả đã chiếu màn ảnh. Thì thưa anh Hải, là như anh Giang ấy trình bày vừa rồi đó, thì những quốc gia trong vùng trước đây á, như Mã Lai, Indonesia gần như là họ không quan tâm về những cái việc tranh chấp ở tại Biển Đông. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta lại thấy một cái sự kiện, đó là Mã Lai rồi Nhật Bản đã có ý định là sẽ kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế. Và chúng ta biết là cái vụ kiện của Phi Lợi Tân sẽ là tháng 5 này, là tòa án quốc tế sẽ có những cái quyết định về cái vụ kiện của Phi Lợi Tân. Thì trong cái trường hợp như vậy đó, thì phải chăng nó đang có một cái sự hình thành về vấn đề pháp lý, tức là từ Phi Lợi Tân kiện rồi bây giờ Mã Lai và Nhật Bản có thể kiện Trung Cộng, mà Nhật Bản thì kiện Trung Cộng ở biển Hoa Đông, còn Mã Lai sẽ kiện Trung Cộng ở biển Đông. Thì anh rồi Việt Nam mặc dù trên giờ này chưa có kiện, nhưng Việt Nam lại ủng hộ cái vụ kiện của nhà ở Phi Lợi Tân, thì phải chăng đây là một cái mạng lưới về vấn đề pháp lý để đối đầu với Trung Cộng ở trên diễn đàn quốc tế, anh có nghĩ như vậy không? Và đây thật sự là một cách chọn chọn cái đường đi của những nước đang tranh chấp trong vùng, thì đang thay thay vì dùng những cái tư thế sẵn sàng chiến tranh, thì những nước tranh chấp trong cái vùng biển trong Biển Đông thì dùng cái nước để đưa ra công lý, để xử cái những cái để dàn xếp những cái tranh cãi chủ quyền của trên Biển Đông. Thì mọi nước đều trước 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 lúc giờ vẫn dùng cái này, một mặt là vì những nước e ngại là không muốn chọi thẳng với Trung Cộng và không muốn làm mất lòng một nước lớn ở láng giềng, nên cũng đã chọn cái đường này một cách là nó an toàn, và hơn nữa là dùng cái dùng cách để cái dùng công lý để mà giải tỏa những cái sự bất đồng trên Biển Đông. Ngoài ra thật sự lúc này thì có ngoài những nước mà chú Việt mới nêu nãy, thì một nước lớn Úc cũng có những nhiều cử chỉ mới có thể chuyển. Trước đây thì Úc đã rất rất do dự, tại vì cái sự thương mại giữa Úc và Trung Cộng cũng khá lớn, nên nước này đã do dự một thời gian dài, nên bây giờ đã có những cử chỉ như là hợp tác hơn với Mỹ, và bắt đầu chấp nhận cái số lượng lớn của thủy quân lục chiến của Mỹ đặt ở Úc, và mới đây cũng đã gia tăng cái ngân sách quốc phòng của lên như là 21 tỷ luôn phải. Vâng, thì thưa anh Giao, lúc nãy anh cũng có đề cập tới cái chúng ta vừa đề cập tới vấn đề mà pháp lý, thì chúng ta thấy là Phi Lợi Tân cũng đã đang kiện Trung Cộng trước các tòa án quốc tế, Nhật và Mã Lai cũng chuẩn bị họ có thể cũng sẽ kiện Trung Cộng về cái mặt pháp lý như vậy. Thì trong khi đó thì chánh án tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc á, là ông Chu Cường á, hôm 13 tháng 3 á, nói nước này có kế hoạch thành lập một trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế để giúp bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của nước này. Thì thưa anh, là quốc tế thì về hàng hải á, thì nó có cái luật về hàng hải quốc tế, và Trung Cộng thì gần như họ chẳng tôn trọng gì cái luật lệ đó, họ coi như là không có cái luật lệ về hàng hải quốc tế, và chính họ cũng đã ký vào cái luật lệ quốc tế như vậy. Thì bây giờ họ lại muốn thành lập một trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế, thì anh nghĩ như thế nào về cái sự kiện này? Thưa anh, trước khi trả lời câu hỏi anh đó thì cũng nói thêm là cái chuyện mà Úc mới đây đó, thì là Thủ tướng Úc đó, ông Turnbull, nó hôm 23 tháng 3 đó thì đã lên tiếng phê phán rằng cái việc mà Trung Quốc triển khai quân sự ở Biển Đông, đây là lần đầu tiên đó mà một Thủ tướng Úc chính thức lên tiếng về cái hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Người ta nói đây là một sự kiện hơi là bất thường, hơi lạ, là tại vì cái Trung Quốc là một cái đối tác thương mại có thể nói là lớn nhất của của Úc, thì đây ấy, là nó lại là một cái chứng tỏ rằng là cái chính sách mà gọi là xoay trục Hồng Kông, tức là muốn có một cái liên minh chính trị ở ở vùng này đó, nó đang có những cái bước tiến rất là khả quan. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà Trung Quốc là lập cái trung tâm quốc tế về luật pháp về hàng hải đó, thì theo các nhà phân tích đó, thì đây nó chỉ là một cái màn diễn kịch của Trung Quốc.
nó không có một cái giá trị gì trên mặt quốc tế. Vậy tại vì người ta nói rằng là khi mà Trung Quốc mà tuyên bố là lập cái trung tâm đó đó, thì có nói rõ cái mục đích đó là để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Nói rõ như vậy. Và người ta nói là như vậy thì sẽ không có nước nào tham gia vào cái trung tâm này đâu. Tại vì một cái trung tâm quốc tế là để bảo vệ quyền lợi của tất cả các cái nước. Chứ không phải là để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc lại nói rằng là cái trung tâm này thành lập để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Tại vì họ nói rằng là trong tương lai sẽ chẳng có ai tham gia vào cái tương này. Nhưng mà tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Tôi nghĩ rằng là đây nó không phải rằng là một cái vấn đề mà Trung Quốc muốn làm để có cái tiếng nói về luật pháp ở trên thế giới, mà Trung Quốc bây giờ đã hiện thời đã đang chú trọng nhiều về làm sao để ảnh hưởng về cái người dân ở trong nước. Tại vì ở trong nước Trung Quốc hiện thời cũng rất có nhiều vấn đề. Bây giờ đó, người dân Trung Quốc đó không có biết nhiều về những cái chuyện vấn đề quốc tế đang xảy ra. Họ không có rành rẽ nhiều. Bây giờ nếu mà Trung Quốc thua cái vụ kiện của cái tòa án trọng tài quốc tế bây giờ đó, thì Trung Quốc lại cũng sẽ có một cái vụ mà cũng đại khái họ sẽ dựng lên một cái vụ mà tòa án. Và sau đó họ nói rằng là không, cái chuyện mà cái đường lưỡi bò đó là đúng với luật pháp quốc tế này kia, thì cái đó là để mà mắt cái người dân trong nước. Thành ra đây là để họ đối phó với cái dư luận trong nước chứ không phải là với quốc tế. Là tại vì đối với quốc tế, theo các nhà bình luận gia người ta nói đó, thì cái trung tâm hàng hải Trung Quốc này đó với cái mục đích như vậy đó, thì thật ra đó sẽ chẳng có ai tham gia và nó cũng chẳng có một cái giá trị quốc tế nào hết. Nhưng mà nó vẫn có ảnh hưởng đối với người dân trong nước, là cái người mà không có được thông tin nhiều lắm về những cái vấn đề luật lệ quốc tế và cũng không có được theo dõi nhiều. Chúng ta biết rằng là cái tường lửa của bên Trung Quốc ấy, họ ngăn chặn rất là nhiều chuyện. Có nhiều chuyện đấy chúng ta nghĩ rằng là ai cũng biết, nhưng mà có thể là người dân ở trong nước ấy, như chúng ta đó, người Việt Nam ngoài chúng ta biết, có thể còn biết nhiều chuyện hơn những người trong nước nữa. Và bên Trung Quốc có lẽ là còn tệ hại hơn nữa. Thành ra đây là để đối phó với tình hình trong nước chứ không phải là để tranh cãi về cái chuyện đúng sai trên cái biện pháp quốc tế. Tại vì cái trung tâm này nó chẳng có một cái giá trị gì quốc tế cả. Cái quan toán trọng tài quốc tế là một cái toán trọng tài của Liên Hiệp Quốc thôi. Vâng, thì thưa anh Hải á, khi mà chúng ta nói đến cái những cái chiến lược về chính trị á, mà như các anh vừa trình bày đó, là Hoa Kỳ đang có những cái nỗ lực để tạo một cái liên minh về chính trị để càng ngày càng cô lập Trung Quốc ở trong cái vùng Đông Nam Á và ngay cả trên các diễn đàn quốc tế. Thì trong khi đó thì chúng ta thấy là bên phía về sức mạnh của quân sự đó, thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ cũng như Úc cũng như là Nhật Bản càng lúc càng gia tăng cái sự hiện diện ở tại Biển Đông. Và kể cả Việt Nam cũng bắt đầu có những cái gia tăng. Thì thưa anh, thì mới nhất là ông Tư lệnh Hải quân và ông Tư lệnh Thủy quân lục chiến của Mỹ ở tại vùng Thái Bình Dương á, đã tới thăm Việt Nam. Và chúng ta được biết là tháng 5 á, thì Tổng thống Obama cũng sẽ thăm Việt Nam. Thì các anh đánh giá như thế nào sự hiện diện của hai vị tư lệnh rất là quan trọng của Hoa Kỳ ở tại Thái Bình Dương và sự hiện diện của Tổng thống Obama vào tháng 5 sắp tới đối với tình hình ở tại Biển Đông? Xin nhảy. Theo cháu thấy thì có thể là vẫn có những xoay chuyển về sự tham gia của Mỹ nhiều hơn. Ở trên có thể là có sự nhượng bộ hoặc là sự thông cảm của bên phía Việt Nam để hợp tác và có thể cho Mỹ đặt căn sứ hoặc là dùng biển Cam Ranh, cảng Cam Ranh. Theo cháu biết thì một cái chỉ huy Bộ Tư lệnh Hậu cần Lục quân tướng Dennis Villa cũng đã tuyên bố ở cái cuộc họp ở Huntsville, Alabama, thì đã nói là sẽ có thể sẽ mang đóng những quân cụ dùng để cứu phó trong trường hợp cứu ứng. Thì có lẽ đó là một cái bật mí của một cái chuyện mà có thể là trong những chuyến đi của những tướng này qua bên Việt Nam, thì có thể sẽ có những cái đàm thoại về những cái chuyện mở rộng hơn về cái sự hợp tác của Việt Nam với quân sự Mỹ trong những thời gian sắp tới. Thì anh giáo anh nhận định như thế nào, phân tích như về cái sự kiện? Chúng ta đã nói về hôm trước, chúng ta có nói về cái chuyến thăm của Tổng thống Obama ở bên Mỹ đó. Thì
theo các cái nhà mà quan sát á, thì họ nói rằng là Tổng thống Mỹ không bao giờ đi đâu, mà nhất là đi qua một nước như Việt Nam đó, nếu không có kết quả gì hết, không có một cái chuyện gì mà nó xảy ra, tức là phải đạt được một số những cái thành quả gì thì ông mới đi. Tôi nghĩ rằng là đây á, việc các cái tướng lãnh, và có thể là từ giờ cho tới trước tháng 5 sẽ còn nhiều người trong chính quyền Hoa Kỳ sẽ đi qua để thương lượng về một số vấn đề. Và tại vì bắt buộc là khi ông Obama đi qua Việt Nam và sẽ có một cái thông báo chung, và sẽ phải có một cái thành quả gì tương đối nó lớn hơn. Cái chuyện mà đặt một cái căn cứ hậu cần của lục quân Mỹ ở Đà Nẵng, nó chỉ là, tôi nghĩ nó chỉ là cái bước đầu thôi. Nói rằng là trên danh nghĩa nói là căn cứ đó chỉ dùng để là cứu hộ này kia, nhưng đây là một cái hậu cần, căn cứ hậu cần quân sự, bất cứ một cái gì đấy nữa, dù nó không phải là vũ khí đi nữa, nó cũng có là một cái phục vụ, có thể phục vụ cho mục đích quân sự được, thưa anh. Ngay cả những quân nhu, quân lương thực hay là cái gì, nó không có cái gì là súng ống cả, nhưng mà nó vẫn là cần thiết cho cái mục đích quân sự, phải không ạ? Thì đây nó chỉ là cái bước đầu, và tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới không phải chỉ có hai ông tướng đó đâu, mà sẽ còn nhiều người khác đi qua để thương lượng, để làm sao mà khi ông Tổng thống Obama qua thăm Việt Nam tháng 5 đó, thì sẽ công bố chung với Việt Nam và sẽ đạt được một cái sự hợp tác, tôi nghĩ rằng là sẽ lớn lao hơn nhiều. Và tôi nghĩ rằng là cho tới trong cái thời điểm này đó, họ đang chiêu dụ Việt Nam làm sao để có những cái, nghĩa là nói chung đó, là ngả một cách rõ ràng hơn về phía Hoa Kỳ cũng như các nước Đông Á, cũng như là để chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Mà rõ ràng đây là một cái chuyện mà Việt Nam đó cũng đang rất là phải đắn đo, mặc dù rằng là muốn, rất là sợ Trung Cộng không muốn bỏ cái chữ 16 chữ vàng với 4 tốt đó. Nhưng mà cái áp lực ở trong nước đó, cũng như áp lực bên ngoài bây giờ nó mạnh quá. Tôi nghĩ rằng là tháng 5 này đã không bom mau qua đó, thì đó tôi nghĩ là nó sẽ có một cái biến chuyển, tôi nghĩ là sẽ lớn, mà chúng ta chưa biết nó là ở tới cái mức nào. Nhưng mà chắc chắn là ông Tổng thống Obama không phải đi qua Việt Nam để chơi, cái đó là chuẩn chắc rồi, thưa anh. Vâng, thì thưa hai anh, khi mà nói đến những cái sự biến động ở như vậy đó, thì qua sự hiện diện của Tổng thống Obama vào tháng 5 này, và hiện diện hiện giờ của hai vị tư lệnh, mà một là Hải quân, một là lực lượng chiến quân chiến của Hoa Kỳ ở tại Thái Bình Dương đó, thì song song đó chúng ta lại được biết đó, là Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm thế nào thay đổi gấp cái sự điều hành của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 4, để mà có thể là khi có sự hiện diện của Tổng thống Obama thì cái người thủ tướng mới đó, họ sẽ là cái người mà tiếp đón Tổng thống Obama. Và thưa hai anh nhé, là trong suốt cái thời kỳ mà Nguyễn Tấn Dũng mà nắm cái quyền lực đó, phải nói là nó áp đảo luôn cả bên phía của Đảng, và làm cho vị thế của ông Tổng Bí Thư coi như là một bóng mờ. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, thì sự phục hồi của Nguyễn Phú Trọng trong cái tư thế của Đảng nó có vẻ lấn át hơn. Và trong suốt thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông có tuyên bố nhiều điều mà có thể nói là nghe thì khoái lắm, nhưng mà không thấy một cái hành động nào hết. Ngược lại đó, thì sau khi mà Nguyễn Phú Trọng nắm được cái quyền hành trở lại đó, thì chúng ta thấy cái phản ứng của Việt Nam đối với những cái sự kiện xảy ra ở tại Biển Đông của Trung Cộng, khi mà có những cái sự chẳng hạn như là đem vũ khí ra, rồi máy bay bay vào trong vùng không phận của Việt Nam, rồi tất cả những cái, thì họ phản ứng ngay tức khắc và nó mạnh bạo hơn. Vậy thì theo hai anh á, thì cái tình hình Việt Nam bây giờ đó, về tình hình về chính trị nó sẽ như thế nào, có thuận lợi hơn trong cái thời gian sắp tới để đối đầu với Trung Cộng và có thể ngã về Trung về Hoa Kỳ hay không, thì nhà hãy cho một số những phân tích. Thưa cháu, thì có nhiều khi nhiều mình có những cái tin tức mà mình suy nghĩ theo cái chiều mình mong ước chuyện gì xảy ra tiếp kế tiếp ấy, thì nhiều lần mình đã bị thất vọng. Ví dụ như cái kỳ mà ông 30 tháng 4 Nguyễn Tấn Dũng đã nói về chiến tranh Mỹ Việt Nam,
với cái vẻ là tưởng như là ông đã ngã ngũ về về phía Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự với cái những lời tuyên bố như vậy thì thật sự là ông đã không không coi Hoa Kỳ như là bạn. Thì có thể nói là trong cái trường hợp này thì chúng ta vẫn những cái bước tiến giữa nước Mỹ với Việt Nam thì chúng ta thấy rất lấy nhiều hy vọng, nhưng mà cái hy vọng này đạt được là cái sự lòng thành, trên lòng thành của Mỹ đến với Việt Nam chứ không phải Việt Nam đến với Mỹ. Thì có thể nói là vì cái Mỹ cho hỗ trợ Việt Nam bằng cách này hoặc cách khác để cho Việt Nam đồng thuận với cái những việc làm đó, chứ không phải là làm việc với hai nước đối tác mà đều mong muốn cùng một chuyện xảy ra. Theo cháu thấy thì nó hơi lệch một phước, là vì những cái chuyện này thúc đẩy do bên phía Mỹ thúc đẩy nhiều hơn, nên mình vẫn thấy những cái bước tiến hy vọng, nhưng và vẫn phải giặt dè là tại vì cái này sự mong muốn của những chuyện đó xảy ra là không phải là chỉ Việt Nam không có phần lớn trong đó, nên vẫn dè dặt phần nào trong cái hy vọng đó. Sao anh Giao, anh nghĩ sao? Thưa anh, thực ra đó thì nói rằng là cái chính sách của Việt Nam nó sẽ thay đổi một cách chắc chắn như thế nào đó thì khó ai mà có thể nói trước được. Tại vì chính sách của Việt Nam từ trước đến giờ, chính sách đối ngoại Việt Nam nó không có nhất quán. Có lẽ có một phần là vì trong cái thời gian mà Nguyễn Dũng làm thủ tướng như anh đã nói đó, thì nó có một cái sự phân chia quyền lực. Nó không có một cái phe nào thực sự là nó áp đảo hẳn để đưa ra một cái chính sách nhất quán từ đầu đến đuôi mà các nước khác và các phe khác phải sao. Chẳng hạn như phe ông Tuấn Vũ thì nhiều khi nói giao to bố lớn này kia đó có vẻ là thân Mỹ, ông Trọng thì lại rõ ràng người ta nói là thân Trung Quốc này kia. Nhưng mà nó không có một cái chuyện gì nhất quán cả, khi thì nói thế này, khi thì nói thế kia. Đó là cái khiến mà cái điểm chính mà khiến cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nó không thể tiến được hơn nữa. Thì bây giờ đó, sau khi ông Trọng đã loại được Nguyễn Tân Dũng rồi đó, thì ông đang còn phải củng cố cái nội bộ của cái đảng. Và cái chuyện mà ông ấy muốn rằng là bứng ông Dũng khỏi cái chức vụ thủ tướng sớm hơn như là quy định, tức là Quốc hội cuối tháng 3 này sẽ họp và tháng 4 sẽ bầu và sẽ có chủ tịch mới, nước mới, chủ tịch Quốc hội mới và thủ tướng mới đó, là để ông ấy nắm chắc là có một cái sự ổn định chính trị. Cái này đó cũng có thể nói là xấu, cũng thể, nhưng mà nó cũng có thể là nó tốt cho cái chuyện rằng là quyết định một cái chính sách rõ ràng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ như thế nào. Là tại vì lúc đó, đó nó sẽ không có cái phe, nó chỉ còn có một phe. Nếu là bây giờ ông Dũng mà vững hẳn đi rồi thì chính là chỉ còn có một phe của Nguyễn Phú Trọng thôi. Và có thể lúc đó ông ấy sẽ dám có những quyết định và một cái chính sách nó nhất quán về cái chính sách phải đi với Mỹ như thế nào. Nếu mà chúng ta nghĩ lại cái chuyện mà ông Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái phải không ạ? Tại Tòa Bạch Ốc là một cái chuyện rất là khác thường đó. Và trong đó ông chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng là sẽ không có một cái âm mưu gì mà để muốn thay đổi chế độ. Có thể đó là một cái chuyện mà ông Trọng muốn nghe nhất, là tại vì chỉ sợ rằng là như người ta nói đi theo Mỹ thì mất đảng đó. Nhưng bây giờ nếu theo Mỹ mà không mất đảng đấy thì có thể là sẽ theo Mỹ hay không. Tôi nghĩ rằng là một trong những cái chuyện mà khi ông Obama mà tới thăm Việt Nam hồi tháng 5 này đó, một trong sự kiện lớn mà có thể xảy ra là Việt Nam sẽ tuyên bố nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ rõ ràng hơn, và Hoa Kỳ có thể ra lệnh thoát bỏ. Ông Obama là nói là ông ấy bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Tại vì hiện thời đó, cái chuyện mà không bỏ cái lệnh cấm vận là tại vì không biết là Việt Nam như thế nào. Thành ra có thể tôi nghĩ đó là một cái sự kiện. Cái lệnh mà bỏ cấm vận vũ khí sát thương đó thì là một cái bước tiến rất là lớn trong cái quan hệ giữa hai nước thôi. Vâng, thì thưa quý khán giả, cái tình hình ở tại Việt Nam và tình hình tại Biển Đông nó sẽ xoay chuyển trong cái thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ có những cái nhận định phân tích tiếp tục về tình hình tại Biển Đông. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, xin hai những lời chào đến khán giả của đài. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần tới. Xin kính chào.